Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây Linh Sam 86 ha. Cây này là cây rin thành phẩm rồi, mọi người có thể thấy rằng bộ tàn của cây đó rất là già nè. Và nó được em ép vô chậu gốm sống khỏe rồi ha. Ở đây nó đang bung rất là nhiều mầm mới nè. Cây 86 bộ tàn già như thế này á, mình về mình xịt nước xong rồi mình xịt thêm kích bông cho nó. Khi mà nó ra bông nó sẽ rất là đẹp ha. Đây là mặt sau của cây nè. Cây em làm á, thường thì em cố gắng làm để mặt nào mình cũng có thể chơi được. Mọi này mọi người có thể lấy mặt này là mặt chính cũng được ha. Cây này có gốc to hơn con tay cái, cao khoảng tầm 20-22 cm ha. Dáng trực tàn thiên nhiên. Xương dâm của cây này rất là dày đấy ha. Về mình chỉ cần đắp một ít rêu xong rồi mình để bè mình chơi thôi. Dạ rồi, em xin báo giá giao lưu cây Linh Sam 86 này với giá là 280.000, em bao ship ha. Và khi ship em sẽ ship luôn cả cái chậu này cho mình. Về mình cứ để bàn về mình chơi thôi. Rồi mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.